xin chào mọi người và theo yêu cầu của rất là nhiều bạn về làm clip hướng dẫn cho ca khúc Hoa Bằng Lăng của Xuyên Mi Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ dành một ít thời gian để làm clip ngắn này để hỗ trợ các bạn chơi ca khúc Hoa Bằng Lăng của Xuyên Mi Nguyễn, cũng như là một tài liệu hỗ trợ cho các bạn ghi CV của mình. Và bài hát Hoa Bằng Lăng này được đệm trên thể điệu solo shop của nhịp 4/4 với tiết điệu cũng nhẹ nhàng và rất là dễ thể hiện, cho nên mình sẽ dành nhiều thời gian hơn trong clip này để mình hướng dẫn cho phần intro của ca khúc, và đó cũng chính là nội dung mà nhiều bạn yêu cầu nhất. Và trước tiên xin mời các bạn nghe lại phần intro của ca khúc này nhé. Bài hát Hoa Bằng Lăng này tông gốc của Xuyên Mi Nguyễn hát là trên tông pha thăng thứ. Và tuy nhiên để mọi người dễ dàng đệm hát cho ca khúc này hơn thì mình trong bài hướng dẫn này mình sẽ chuyển nó về bộ âm la thứ ha mọi người nhé. Và để hát đúng với tông gốc thì mình sẽ kẹp capo ở ngăn số 2. Và mình sẽ điểm nhanh qua các hợp âm có trong bài này. Thì thứ nhất là hợp âm chủ âm la thứ. Rồi, âm thứ hai âm rê thứ. Âm thứ ba âm mi trưởng. Âm thứ tư âm son trưởng. Và hợp âm có xuất hiện trong bài đệm đó là âm pha trưởng. Và đối với bài hát này, đối với các bạn mới, các bạn chưa có chặn được cái thế bấm đầy đủ của pha như thế này thì mình có thể thay thế bằng hợp âm pha tắc ha, là bấm pha bấm thế đô á, đô trưởng, nhưng mà mình bỏ đi dây 5-6 ha. Rồi, đối với cách bấm của pha tắc này, các bạn lưu ý là ngón số 1 mình bấm cả hai dây 1 và 2 nhé. Rồi, như vậy mình có âm pha trưởng nha. Đây, đây là các hợp âm sẽ xuất hiện trong bài hát này. Và mình đi vào thể điệu đệm cho ca khúc này. Và ca khúc này đánh trên nhịp 4/4 với thể điệu slow sub rất là chậm và đều. Và cái cách đệm tương ứng cho bài hát này cũng rất là dễ và phổ thông. Mọi người có thể đã biết rồi. Mình sẽ nói nhanh qua về phần tiết điệu đệm cho ca khúc này nhé. Thì ca khúc này mình sẽ có nhịp 4/4 và mỗi một phách như vậy mình sẽ chia nhỏ nó thành hai phách con, như vậy mình sẽ có 8 phách nhỏ trong một nhịp. Thì nó tương ứng với cách đánh như sau: 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3. Chuyển âm ở phách 1 hay là chỗ dây bass xuất hiện á mọi người nha. 3 3 2 3 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
là đối với các cái nhịp chẳng như thế này, mình sẽ thấy thông thường nó sẽ có những cái tình huống chia nhịp xảy ra. À, chia nhịp có nghĩa là trong một nhịp mình sẽ đệm trên hai hợp âm và các hợp âm được di chuyển ở giữa nhịp. Như vậy mình sẽ thấy mỗi một nhịp mình sẽ có 8 phách con. Như vậy thì mình chia nhịp hai hợp âm thì như vậy mỗi hợp âm mình sẽ đánh 4 phách con. Và cách đánh tương ứng như sau. Đối với chia nhịp thì mình đánh một cái tiết điệu dạng nó giống như blue ấy mọi người. Mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4 chuyển ha. Vì mỗi một hợp âm mình chỉ đánh 4 phách con thôi. 1, 2, 3, 4 chuyển, 2, 3, 4 chuyển, 2, 3, 4 chuyển. Ha, thì như vậy đối với các cái nhịp mà có chia như vậy thì mình sẽ đổi cái tiết tấu đệm lại như sau. Mình sẽ thấy đánh bass 3, 2, 1 đánh chung nha. 2, 1, rồi.
ba chuyện nha. Ok, chào mọi người. Và trong bài thì mình đối với nhịp nào nguyên thì mình sẽ đánh với cách đánh đầu tiên, rồi các nhịp có chia nhịp thì mình đánh với cách đánh thứ hai, và như vậy mình sẽ đệm xuyên suốt cho bài hát này. Và phần tiếp theo mình sẽ đi vào phần intro. Trước tiên đi vào phần hướng dẫn cho intro bài hát này thì mình sẽ có một số lưu ý như sau. Thì đầu tiên khi mình đánh một cái đoạn intro, để mình chơi lại đoạn intro tốt, mình cần phải nghe đoạn intro đó thật là kỹ để cho mình biết thứ nhất là cái giai điệu đó mình có sẵn trong đầu, để mình khi mình tiếp nhận các cái nốt và các vị trí bấm á, mình sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Thứ hai, khi mình đánh ra mình cũng tự kiểm tra được cái chỗ đó đúng hay sai. Và thứ hai, đối với bài intro của bài hát này, mình sẽ hướng dẫn kèm với staff các bạn khi mà mình không biết vị trí nốt á, hoặc là mình đang bị mất phương hướng, hoặc khi camera mình có khi quay không rõ vị trí bấm, thì mình có thể quan sát ở staff và mình kiểm tra lại. Và khi mình không rõ thì mình có thể tua lại hoặc bấm đứng để mình kiểm tra nó đúng hay chưa. Như vậy mình sẽ dễ dàng tiếp thu và đánh lại đoạn intro này nhanh nhất. Và bây giờ bắt đầu. Rồi, mình đi vào phần intro của bài hát nhé. Và bài hát đoạn intro này cũng bắt đầu từ hợp âm chủ âm, hợp âm la thứ. Rồi, hợp âm la thứ mình trong intro mình sẽ có thay đổi chút xíu ở chỗ dây ba đầu tiên á. Thay vì mình đánh bát ba hai bát ba hai ba một ba hai ba thì dây ba đầu tiên mình thay bằng dây bốn ha. Rồi mình có ba ok. Sau khi mình đánh xong học âm la từ một đến hai nhịp thì mình di chuyển xuống âm re thứ. Và âm re phát một mình có nốt nốt re ha, như là nằm ở dây 2 thì mình đánh chung bát re với dây 2 ha. Rồi. À, đánh tới 3 2 3 1 mình bắt đầu chạy một cái đoạn nốt như sau. Đây, các nốt mình sẽ gồm có Rê mi fa, Rê mi fa, La Đô Si. Và nốt Si là nốt phát mạnh, và lúc này hợp âm di chuyển sang hợp âm son trưởng. Như vậy nốt Si mình sẽ đánh chung với bát son ở dây 6 nha. Rồi, như vậy mình sẽ di chuyển từ Re sang son lại một lần nữa nha. Re 3 2 3 1 Re mi fa La Đô Si. Rồi, nốt Si này mình đánh chung với bát son. Rồi, sau khi dựa vào son mình vẫn đệm bình thường nhé các bạn. Son 2 Son. Rồi, Son 2 2 3. Rồi mình sẽ có một nốt La ở đây. À, La 2 phát nha. 2 phát nhỏ nha các bạn. Rồi, nửa nhịp còn lại mình cũng đệm bình thường để di chuyển sang đâu. Rồi, khi mà sẽ học âm đô trưởng, mọi người nhớ khi di chuyển một học âm mình di chuyển cả cái thể tài của học âm nha. Và khi chuyển sang đô mình có bát đô đánh với nốt mi ha, nghĩa là dây 5 và dây 4 á mọi người. Ok. Là mình di chuyển từ Re lại nha mọi người.
Đây, test đô. Đô mình bắt đầu chạy một cái đoạn solo các nốt về cộng âm la thứ nha. Rồi, đô 2 3. Đô 2 3. Đô la, đô rê mi. Rồi. Đô đô 2 3 đô rê mi. La son thăng. Rồi. Đô rê mi la son thăng. Fa mi nha. Rồi, nốt mi này về la mình đánh chung với bass la nha. Rồi mình di chuyển một lần từ đô sang la lại, mình có âm đô bắt đô với nốt mi nè. Đô, rồi mình đệm vào 2 3. Đô 2 3. Rồi. Đô rê mi la đô thăng. Fa mi. À, nốt mi mình về thế tay la thứ rồi nha mọi người. Mình đánh bass la với nốt mi. Rồi, khi mình về la thứ rồi kết với nốt mi á thì mình sẽ đệm một nhịp la bình thường nha. Ok chưa mọi người? Và mình đánh lại từ đầu cho đến nhịp la ha. Mọi người. Đi tới đây. Và sau khi mình đánh hết nhịp la đó, mình xuống rê giống như ở lần đầu, đánh tới nửa nhịp nha. Rê đánh với dây 2 nào. Rê 3 2 3 1. Rồi, mình sẽ tiếp tục chạy đoạn solo. Và đoạn solo ở lần rê thứ 2 này mình sẽ dễ hơn lần đầu. Mình có rồi. Rê fa la son, son mình đánh với bass son nè. Rồi, rê fa la son. Mình thấy các nốt nó dễ đánh hơn lần một đúng không? Mình làm lại từ rê chuyển sang son nha. Rê 3 2 3 1 rê fa la son. Rồi, nốt son ở dây 3 mình đánh với bass son ở dây 6. Rồi, son. Sau khi về son mình luôn luôn nhớ mình có các cái nốt đệm mình đệm vào cho nó cái nhịp nó dày lên nha mọi người. Mình có son. Rồi, son 2 3. Son 2 3 4. Rồi mình sẽ chia nhịp với mi nè, mi trưởng ha. Vậy sau khi mình son 1 ha, son 2 3 4. Rồi mình có nửa nhịp rồi thì mình di chuyển về thế tay mi trưởng. Mi trưởng mình đánh mi trưởng với nốt son thẳng ha. Rồi mình đánh với nốt si nè. Si là dây số 2 ha. Rồi mình có son thẳng, rồi mình đệm một phát đệm vào nè. Rồi nốt si ha, mình có gồm có 1 2. Rồi về la ha, về la đánh với nốt đô, nốt đô ở dây 2 ha. Rồi nốt đô là cũng là nốt cuối cùng khi mình rớt với bass la á, thì sau khi mình đánh nốt đô với bass la xong mình đánh hết nhịp la nó luôn ha. Ok, và sau khi đánh hết la thì mình sẽ vào bài luôn. Và cái bài này mình sẽ vào bài bằng cách cái phách đầu tiên của la mình đánh từ dưới lên. Rồi, như vậy mình sẽ đi nửa phần intro còn lại ha, từ học âm la ha. Thank you.
nắng sau giòn tiếng cười vui. Ok chưa mọi người? Và bây giờ mình sẽ đánh lại từ đầu cho đến hết phần intro một lượt và thật là chậm cho mọi người kiểm tra lại. Đây là tất cả phần intro cũng như cách đệm của ca khúc Hoa Vàng Lan này. Chúc mọi người tập luyện thành công bài hát.